Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bão Gutip càng lúc càng tiến gần hơn tới khu vực quần đảo Hoàng Sa của nước ta, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ vĩ bắc, 114,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 9 cấp 10. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, di chuyển chậm lại mỗi giờ và đi được khoảng 5 km. Và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 9 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc, 113,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/giờ, giật cấp 10, cấp 11. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông giữa khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rông mạnh biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Thưa quý vị, quay trở lại thời tiết trên đất liền. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ đã nằm trọn trong khối khí lạnh khô và ổn định, nên trời tạnh ráo trở lại, nắng lại bừng chiếu, nên độ ẩm không khí cũng giảm thấp hơn, cảm giác khô ráo. Trong đêm nay và ngày mai, trải dài từ vùng núi xuống tới Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ tiếp tục mang kiểu thời tiết đặc trưng của những sớm ngày thu, với tiết trời se lạnh vào buổi sớm, trưa chiều có nắng nhẹ, nền nhiệt chưa tăng cao và phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Trong 3 ngày tới thì thời tiết tại Bắc Bộ vẫn chưa có nhiều biến đổi, trời phổ biến ít mưa và ban ngày hừng nắng, nền nhiệt cũng chưa tăng cao, nhiệt độ cao nhất ngày mai có khả năng lên mức từ 29 cho đến 32 độ, còn về đêm và sáng thì nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 21 cho đến 24 độ, thời tiết vẫn khá mát mẻ. Nhìn chung, thời tiết dần trở lại thuận lợi với cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực, do đó mà quý vị có thể lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi giải trí, đặc biệt là trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này. Giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông vẫn là hình thế chính tác động đến thời tiết của các tỉnh ven biển Trung Bộ trong những ngày sắp tới. Hiện tại do chịu ảnh hưởng kết hợp với khối khí lạnh ở tầng thấp, nên tại đây vẫn có mưa, phía Bắc từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Sang 2 ngày nghỉ cuối tuần thì mưa tạm thời giảm hơn trên khu vực, chỉ còn là những cơn mưa rào rải rác vào đêm và sáng tại các tỉnh thành phía Bắc hay những cơn mưa rào vào lúc chiều tối và tối tại phía Nam của khu vực. Tuy nhiên, đây chỉ là sự giảm mưa tạm thời, vì theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì đến ngày 30 tháng 9, do ảnh hưởng của bão số 10, nên mưa và gió mạnh sẽ tăng dần trên toàn khu vực. Nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 10 khiến cho đới gió Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Đặc biệt là từ chiều tối và đêm ngày 29 cho đến ngày 30, khi mà hoàn lưu của cơn bão số 10 tiến gần và hoạt động mạnh hơn thì tại Nam Bộ mưa sẽ tăng lên trên diện rộng, không ngoại trừ có nơi xuất hiện mưa dông có lượng khá. Bà con chủ động đề phòng với hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên trong vòng 2-3 ngày tới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có gió xoáy mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh, tàu thuyền cần gấp rút tìm nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay của kênh VTC14. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.